Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Trấn Thành lại bật khóc, Caric thoát khỏi nguy hiểm của rap Việt. Trong tập 14, hai tiết mục còn lại của bảng E và 4 phần thi của F trong chính thức lên sóng. Phần thi của Samilo và Dilo bảng E đã được phát ở tập trước đó và Dilo nhận vô số lời khen ngợi với tiết mục Thủy Triều Đỏ có flow ấn tượng, mạnh mẽ, nội dung, ngôn từ sâu sắc. Sang tập 14, Rematic một lần nữa nhận định Dilo chính là rapper sáng giá ở vòng chung kết. Chỉ trong thời gian ngắn, Dilo đã có bước tiến lớn. Nguyên việc để bạn ấy sang đội Caric, tôi đã rất tiếc nuối, Rematic đánh giá. PRT là đại diện của Rematic, Hoàng Anh đại diện Team Huawei ở bảng E. Hai rapper đã có tiết mục lột xác so với vòng trước đó. Tuy nhiên, không ngoài dự đoán của khán giả sau khi xem tiết mục Thủy Triều Đỏ, Dilo đã chiến thắng bảng đấu và trở thành thí sinh đầu tiên của Team Caric vào vòng chung kết. Theo thông lệ, ba thí sinh bị loại trong các bảng đấu sẽ chia sẻ suy nghĩ để thuyết phục ban giám khảo cho họ nón vàng. Tuy nhiên, với bảng đấu này, Trấn Thành đưa đề nghị để các thí sinh rap freestyle thay cho lời thuyết phục học trò Huawei rap bằng tiếng miền Trung. Bảng cuối cùng được xem là bảng đấu tử thần khi gồm toàn thí sinh mạnh là Si Chen, Lin Win, Baby Gang và Impossible. Baby Gang rap bởi chất giọng miền Trung và sử dụng những từ ngữ địa phương để thể hiện tình yêu dành cho quê hương. Việc gì nhận xét, đôi chỗ anh không nghe rõ lời nhưng vốn ngôn ngữ miền Trung đã có sự lên xuống rất đẹp và bạn đã làm tốt điều đó. Trong khi đó, Caric nhận xét đây là tiết mục liều lĩnh nhưng học trò của Huawei đã gây ấn tượng rất mạnh. LK đánh giá Baby Gang bùng nổ ở vơ 2 nhưng chưa kiểm soát tốt về cảm xúc. Tuy nhiên, huấn luyện viên thông cảm vì thí sinh rap bằng nhiều thứ tiếng. Si Chen vốn là một trong những thí sinh mạnh nhất được 4 giám khảo lựa chọn và nhận nón vàng ở vòng đầu tiên. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, Si Chen đã có tiết mục bùng nổ về cảm xúc. Si Chen biến đổi flow ấn tượng qua từng giai đoạn và đỉnh điểm là phân đoạn anh hát rock. Rapper sử dụng âm vực cao xuyên suốt bài. Trấn Thành một lần nữa bật khóc khi theo dõi tiết mục của học trò Caric. Justin bất ngờ khi Si Chen rap theo lối storytelling mượt mà và ý nghĩa.